là khách sạn Mường Thanh Diễn Châu Nghệ An đây mọi người nha. Mình sẽ review phòng cho mọi người xem. Phòng ở Mường Thanh này cũng khá rẻ. Khoảng tầm là 900 mọi người. Đây là đây một top thôi. Mình review mọi người xem nè. Đây một top. Làm với tay. Lượt luôn rồi. Kem đánh răng nè. Sữa rửa mặt nè. Cho bằng tắm nè. Nói chung là đặc biệt là ở đây là có bồ buffet sáng không ạ? Nói chung là có rất nhiều đồ ăn mà mình thích ăn offline rồi. Phê nè. Đây là sữa chua nè. Món buffet ở Mường Thanh là có đặc sản của Nghệ An đây mọi người nha. Súp lươn. Đây là đặc sản đặc trưng ở đây Nghệ An mọi người. Mình sẽ nói sơ qua là khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễm Lâm Nghệ An á, có tổng diện tích là 300 hectare nha mọi người. Đây là siêu dự án được đầu tư dài hạn bởi tập đoàn khách sạn Mường Thanh với mục tiêu là biến nơi đây thành điểm sáng về du lịch, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước khi đến tỉnh Nghệ An nha mọi người. Phía trước chúng ta là ngôi chùa Lâm Hà, ngôi chùa đầu tiên thờ mẹ Âu Cơ và vua Hùng Vương nha mọi người. Được thiết kế là trên đồi núi dốc, được cây xanh bao phủ. Ngôi chùa này là rất trang nghiêm và không khí trong lành. Ngày mai con không đúng không? Ngày mai chắc là hết rồi đó. Các du khách đến đây tham quan và ở lại rất là đông mọi người. Mình
đăng ký phòng mà ngày mai mới có mọi người nha. Và bây giờ là mình sẽ đi qua tham quan sở thú cho mọi người xem. Nói chung ở Việt Nam mình là có một chỗ để tham quan có nhiều con thú giống như là con hổ này, sư tử này, rồi kể cả con linh cảo đồ cũng có mọi người nha. Khu câu cổ đồ nữa. Nói chung là rất là thú vị. Công viên này. Quên đó không? Ai quên à? Quên. Ô tao đi xe. Đi xe đó. Anh lớn là 200, phải lấy vé xe điện 100 là 300. 300. Anh không mua vé đi xung quanh Vườn Thú đó. Đó. Vé xung quanh Vườn Thú này là 200.000 một chuyến xe xung quanh Vườn Thú đến này. Còn hồi này là anh mới chỉ mua vé vòng ngoài thôi. Đó, thì trừ 500 là đủ. Dạ dạ. Em ghi vé. Đó, quá đi. Đây. Có hồng hạ không rồi. Cucu. À đây con đi gót rồi. Rồi. Đi đi. Lê vô. Không được, ngầu. Mấy con ấy là tự nhiên em đưa ra ngoài bạn cái quán khách chơi mà. Đây quán hơi mấy bên nhà em giữ. Lê. Đứng lại nha. Mấy quán đi hiền. Quán đi về nhà khi nhà lá nó sợ nhà nó vô rửa cái chạy. Giống như con bốc đồ á. Đừng có đụng máng cá ngon à. Ở đâu có tách được không? Đây là con cọp vàng nè mọi người. Nói chung là nhìn nó rất là hung dữ mọi người. Nó đang mình quay phim nè, nó đang nhìn chằm chằm mình này. Đó. Và đây là con hà mã, nó đang núp dưới nước để trốn nắng á. Nói chung trong này cũng rất là nhiều loại thú ở châu Phi này. Đó, có mấy con nói chung là chim với đồ người ta nuôi ở trong này á. Đó, đây là con công rồi. Chung là rất là thú vị. Con này con công đó mà. Nói chung ở Hà Đông này khí hậu khá là mát, nói chung mình đi tham quan cũng rất là dễ chịu mọi người. À, có hơi cột cổ rồi nè. Còn đây là cảnh về đêm.